với hơn 20 triệu đồng. Làm thế nào để sở hữu được một dàn karaoke khối ghép cực chuẩn? Mà lỡ mà con mua được những cái thiết bị tốt rồi thì làm sao có thể phối ghép tốt với nhau để nó có thể cho âm thanh chuẩn nhất, hay nhất như những cái quán karaoke hay phối ghép? Đừng lo lắng vì những vấn đề trên, mình đã có dàn karaoke AX/DDA thiết bị chính hãng và loa được nhập khẩu từ Ý, hơi bị chất lượng đó nha. Và dàn này không cần men hay âm ly mà vẫn có thể hát nhạc cực cực khỏe. Và mình sẽ bật mí cho anh em biết tại sao dàn này không cần âm ly hay là men mà vẫn có thể hát karaoke cực khỏe nhá. Đó chính là nhờ chiếc loa được nhập khẩu từ Ý này, có tên là Redfine 10. Chiếc loa này được tích hợp âm ly bên trong nên anh em chỉ cần kết hợp loa tới mixer là như là chúng ta đã kết hợp men và mixer để có thể hát karaoke cực khỏe rồi. Loa này có thiết kế khá là nhỏ gọn và sang trọng, được làm bằng nhựa nhưng rất là chắc chắn và rất là nhẹ nha anh em. Nếu mà mình có cái cân ở đây thì mình sẽ cân cái loa này cho anh em biết là nó bao nhiêu ký. Nhưng mà mình có thể cầm được cái loa này cách nhẹ nhàng, nhưng đặt nó xuống. Công suất cực đại của một loa lên tới 500W như anh em có thể thấy ở đây. Và loa này có đầy đủ cổng kết nối giúp anh em dễ dàng kết nối dễ dàng. Và mình sẽ show cái mặt sau ra cho anh em xem nhé. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một số cổng kết nối của loa này cho anh em biết. Và mình sẽ giới thiệu một số cổng ở đằng sau chiếc loa này. Đầu tiên sẽ là jack nguồn. Đây sẽ là nút nguồn on off. Ở trên này sẽ là hai jack Canon. Đây sẽ là một jack 6 ly, một jack 3.5 stereo. Và jack này cực kỳ đa năng, có thể cắm được jack 6 ly Canon. Ở đây sẽ là những nút điều chỉnh. Đây là điều chỉnh âm lượng tổng. Đây là điều chỉnh giải equalizer. Đây là giải cao, đây là giải thấp. Đây là dùng để điều chỉnh mic, điều chỉnh cái micro mà để mình hát karaoke anh em. Còn một điều đặc biệt là chiếc loa này là nó có thể hoạt động độc lập một mình giống như một chiếc loa kéo. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em biết một chiếc mixer BF Audio K306N này. Với thiết kế cực kỳ hiện đại và sang trọng, các nút điều chỉnh dễ dàng. Ở trên này sẽ là Echo A, ở dưới này là Echo B, Reverb. Đây sẽ là các dãy tần của Music. Và dưới này sẽ là Mic. Và bên này sẽ là Effect tổng, Mic và Music. Và chiếc mixer này có thể xử lý âm thanh hay và tốt. Và đặc biệt nó có thể cắt thú hoàn toàn, giúp anh em có thể thoải mái hát ca. Ngoài ra chiếc mixer này có thể tự điều chỉnh bass, treble hay là mid, giúp tiếng ca ra loa rõ ràng và hay nhất. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một sản phẩm cuối cùng siêu thần thánh, đó chính là chiếc Micro Navision Note 52. Thiết kế rất là hiện đại và sang trọng với một màu đen rất là bắt mắt. Và chiếc micro này khả năng chống hú cực cao, cảm biến thông minh và chống va đập rơi vỡ. Và sau đây thì mình sẽ nhờ kỹ thuật viên của Media test được cái dàn này cho anh em xem. Và mình đã có một video test cái loa này riêng, mình sẽ để dưới phần mô tả, nếu mà anh em nào tò mò thì nhấn vào đó xem thử nhé. 7 2 3 4 5 lên. Và dàn karaoke này chỉ với 24.500.000 đồng là anh em có thể sở hữu loa, micro, mixer cực kỳ nhanh chóng và có thể hát karaoke tận nhà thoải mái rồi. Sản phẩm này được bảo hành 12 tháng tại VDA. Khi mua sản phẩm này tại VDA, anh em sẽ được những phần quà hấp dẫn bao gồm full dây tín hiệu, dây loa,
giá treo loa và chân đế micro trị giá lên tới 1.550.000 đồng, tặng sổ tay tài liệu căn chỉnh âm thanh trị giá 300.000 đồng, đặc biệt hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần trả trước 10%, giao hàng miễn phí tận nơi, đổi trả trong vòng 7 ngày. Nếu lỗi do nhà sản xuất còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay sản phẩm này tại VDE, một sản phẩm loa Ý nhập khẩu chính hãng rất là hấp dẫn, một dàn karaoke cực kỳ nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt. Và nếu anh em nào quan tâm đến dàn karaoke cực kỳ chất lượng này thì có thể gọi ngay đến số hotline 0902 699 186 của VDE, hoặc để lại số điện thoại ngay bên dưới phần bình luận, VDE sẽ gọi đến cho anh em nhanh nhất. Và đừng quên bấm like, share và nhớ subscribe kênh YouTube của VDE đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.